tiên em viết lúc em 19 tuổi. Và lúc đó thì em chưa biết gì nhạc nhiều đâu, em chỉ mới đi học nhạc lý thôi. Tại năm đó là năm em phải học nhạc để mà thi vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì với tất cả những cái ngô nghê của mình và những cái mình đã chịu ảnh hưởng đó, như em chịu ảnh hưởng nhạc cổ điển nữa, thì mình viết bài hát. Dịu dàng kia nắng lên ngoài sân, xin ta chút con tình nhà. Người Việt viết nhạc Việt thì không không có gì khó khăn, tại vì những mình sinh ra mình đã là người Việt rồi, và cái tinh thần đó, cái tinh thần và tâm hồn đó thì nó ở sẵn ở trong mình. Mình chỉ cần làm những cái gì mà mình cảm thấy mình có tình cảm với nó, rồi mình viết những cái lời mình có tình cảm, những cái giai điệu mình cảm thấy nó sẽ xúc động với chính mình, và sau đó mình chia sẻ sự xúc động với người khác, thì Giới Lý thấy không, thực ra là không khó khăn trong việc đó. Cái khó khăn nhất là khi mình muốn mô phỏng một hình thức ở phương Tây thì sẽ gặp vấn đề của cái cao độ âm sắc ở trong cái ngôn ngữ Việt, thì lúc đó sẽ gặp khó khăn, nhưng mà vẫn sẽ làm được nếu mà mình đủ khéo léo. Khi mình làm cái điều mình yêu thích đó, lúc đó thì tất cả những cái khó khăn nó biến thành cái nguồn động lực rất là quý báu để mình vươn lên và tiến bộ, để mà mình không những là trưởng thành trong đời sống, mà cũng là cái cách để mà mình làm việc một cách nghiêm túc và đàng hoàng hơn. Thì thầm kia em, chân ta đi hôn mặt đất nồng ấm, tim ta say. Từ nhỏ Lý đã thích nhạc dân gian Việt Nam rồi, hay là cái dân gian Việt Nam nó đến từ cuộc sống của mình rất là sớm. Ví dụ như lúc nhỏ mẹ mình ru mình thì bằng nhạc Việt, chứ mình đâu có nghe cổ điển từ nhỏ đâu. Rồi lớn lên thì mình nghe dân gian lại mình lại càng thích, vì nó quá tình cảm và nó có ảnh hưởng vào trong mình. Và sau đó khi Lý viết nhạc thì Lý muốn chia sẻ cái điều Lý cảm giác được lúc nhỏ hay lúc lớn, cái đẹp của cái giai điệu Việt á, và tự dưng nó ngấm vào mình, chứ cũng không cố ý rằng là mình làm cho nó ra dân tộc hay không dân tộc. Vì bản thân mình là người Việt thì mình làm gì nó cũng không tránh được là đây là giai điệu của người Việt. Về vấn đề sở thích thì ai cũng có quyền lựa chọn cho mình một cái sở thích, và cái việc họ lãng quên nhạc đồng quê Việt Nam hay còn nhớ đến không thể kiểm soát được, vì nó phải đủ cái điều kiện hay trong cái môi trường để mà được nghe những cái giai điệu đó thì họ mới chú ý. Một điểm khách quan khác nữa đó là hiện nay thì mình ít những cái sản phẩm âm nhạc có cái dân gian ở trong nhưng mà vẫn hơi thở của hiện đại, thì mình cũng có nhưng mà nó ít thành một cái dòng chảy liên tục. Cho nên là những cái họ tiếp xúc nhiều là nhạc K-pop hay là nhạc pop của châu Âu, của Mỹ, thì không thể tránh khỏi cái việc là mọi người không quan tâm đến nhạc dân gian. Thương anh, thương anh, thương vô cùng. Yêu em như điên dại. Thương ta hết kiếp này. Và thương cho đêm không tan, ngày không uống. Để tạo ra một cái môi trường mà mình có thể cảm nhận được nhạc dân gian ấy, nó phải đến từ rất là nhiều chiều. Nó đến từ giáo dục nữa, chứ không phải là riêng về vấn đề sản phẩm âm nhạc hay âm nhạc không. Cái thứ hai đó là mình cần có nhiều cái sản phẩm cầu nối, gọi là sản phẩm cầu nối giữa hiện đại và cổ điển Việt Nam.
Vì nếu mình không có sản phẩm cầu nối đó, để một cái người trẻ để họ tiếp cận trực tiếp vào sản phẩm âm nhạc dân tộc mà chính thống đó, cũng sẽ không chịu nổi đối với họ. Nên nếu mình có nhiều sản phẩm cầu nối thì dần dần mọi người sẽ yêu cái giai điệu Việt Nam qua sản phẩm cầu nối. Và ở đây quan điểm của em là không ai có thể ép ai được thích cái gì. Mình chỉ có thể chia sẻ cái nhìn của mình cho người khác, và nếu người ta đồng cảm thì người ta sẽ thích. Thương anh thương vô cùng, yêu em như điên dại. Thương ta hết kiếp này, và thương cho đêm không tan, ngày không uống.